Ở lần tăng thứ 5, tức là hàng số 9. Đây, các bạn sẽ đang nè. Đây chính là cái hạt gạo của mình nè. Các bạn đang một mũi lên, hai mũi lên. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ tạo hạt gạo ngay vị trí này nhé. Rồi. Các bạn đang mũi lên. Đến khi các bạn nhìn ngay cái vị trí nè, ngay cái vị trí cái mũi hạt gạo nè. Đây. Cái mũi hạt gạo của chúng ta nằm vị trí này nè các bạn. Thì chúng ta sẽ tạo hạt gạo kế tiếp là cách một mũi chúng ta sẽ tạo ngay vị trí này. Và tương tự như vậy, cách một mũi này chúng ta sẽ tạo ngay vị trí này. Rồi, các bạn đang mũi lên. Rồi, đây chính là mũi hạt gạo đầu tiên nè. Cách một mũi các bạn không đang, các bạn đang ngay vị trí này nhé. Các bạn tạo một hạt gạo. Các bạn đang 3 mũi lên. 1 2 3. Tiếp theo các bạn đang một mũi hạt gạo tại vị trí này.
Rồi mũi mũi cuối cùng ở ngay đây các bạn tăng ráp lon bình thường nhé. Rồi phần tay áo. Phần thân trước với tay áo bên này các bạn cũng đan giống như tay tay áo và thân trước bên này nhé. Hai bên đan giống nhau cho nên Lộc sẽ hướng dẫn một bên, còn bên còn lại các bạn đan giống nhé. Rồi, sau khi tăng ráp lon phần tay áo các bạn đan bình thường mũi xuống. Rồi, đây. Đây là mũi hạt gạo của chúng ta nè. Cách một mũi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hai hạt gạo ở hai vị trí hai bên và hai hạt gạo cách nhau 3 mũi. Rồi, các bạn đan 3 mũi lên. Sau đó các bạn tạo một hạt gạo ở đây và các bạn đan mũi xuống của phần thân sau bình thường. Đến phần tay áo và thân trước bên này, các bạn cũng đan giống giống như từ đầu hàng đến đây nhé. Rồi, hàng tiếp theo là lần tăng mũi thứ 6 là hàng 11 đó. Các bạn đan mũi lên hết nhé, ngay phần thân trước các bạn đang mũi lên hết đến ngay hai mũi cuối thì các bạn ngừng lại nhé. Hai mũi cuối ở đây nè. Rồi, còn hai mũi nha, các bạn đang mũi xuống. Rồi, các bạn tăng ráp lon bình thường. Ở mũi hạt gạo nè, cứ cách 3 hàng các
tới hàng thứ tư các bạn sẽ tạo hạt gạo một lần. Rồi đây, đến ngay cái phần mũi, cách mũi hạt gạo này nè, một mũi các bạn sẽ đăng mũi lên nhé. Ở đây các bạn sẽ đăng tổng cộng là 2, 4, 6, 7. 7 mũi lên nha các bạn. 2, 4, 6, 7. Đang 7 mũi lên. Rồi, còn lại các bạn đang mũi xuống bình thường. Rồi các bạn tăng ráp lông và đến đây các bạn cũng đang 7 mũi lên nha. Rồi lần tăng mũi thứ 7. Các bạn đang mũi lên. Rồi, các bạn nhìn đây là vị trí mũi hạt gạo nha. Đây là mũi hạt gạo nè. Các bạn sẽ đan một mũi. Đây là mũi hạt gạo. Các bạn sẽ cách một mũi đan, các bạn sẽ đan vào chân kế tiếp. Đây, các bạn sẽ tạo một hạt gạo ở đây. Các bạn đang mũi lên nhé. 1 2 3 4 5 6 7 7 mũi lên. Tiếp theo nè, các bạn cũng nhìn ngay cái vị trí mũi hạt gạo ở đây. Đây chính là mũi hạt gạo. Thì các bạn cách một mũi, các bạn sẽ đan một mũi hạt gạo ở đây nhé. Các bạn tạo một mũi hạt gạo ở đây, sau đó các bạn đan 3 6 7 mũi lên và các bạn tạo một mũi hạt gạo ngay vậy vị trí này nhé. Đây các bạn sẽ tạo hai mũi hạt gạo ở hai vị trí này. Rồi phần tay áo các bạn cũng như vậy. Đây, đây chính là mũi hạt gạo của phần tay áo. Thì các bạn cách một mũi ở đây, các bạn sẽ tạo một hạt gạo ở đây và một hạt gạo ở đây. Các bạn sẽ đan một mũi nè, một mũi hạt gạo, sau đó các bạn đan 7 mũi lên và các bạn đan một mũi hạt gạo ngay đây. Bên phần bên này cũng vậy nha các bạn. Lần tăng thứ 8, tức là hàng số 15 đó các bạn. Các bạn đang từ ngoài vào, tất cả đều là mũi lên. Đến mũi cuối cùng thì các bạn tăng mũi ráp lông và đang mũi xuống nhé. Đây các bạn đang mũi lên.
bạn đang tất cả mũi lên, chỉ có mũi cuối cùng là tăng ráp lưng thì các bạn đang mũi xuống thôi, phần thân trước nha. Rồi. Ở ngay vị trí tay áo, các bạn sẽ đan 7 mũi lên ở đây và các bạn cộng thêm ở đây 2 mũi. Và ở đây 2 mũi, tổng cộng các bạn sẽ đan 11 mũi lên tại vị trí này nhé. Đây. Một mũi lên. Rồi, các bạn đang mũi xuống và tăng ráp lon. Rồi bên phần tay bên này và thân trước các bạn đang giống bên này nha. Rồi ở lòng tăng ráp lon thứ 9, các bạn sẽ đang mũi lên. Rồi cách ngay cái mũi hạt gạo này nè. Đây là mũi hạt gạo nè. Cách mũi hạt gạo một mũi, các bạn sẽ đang một mũi hạt gạo đây nhé. Sau khi tạo một mũi hạt gạo, các bạn đang 3 mũi lên. Rồi, đây các bạn nhìn đây là vị trí của mũi hạt gạo nè. Thì cách một chân đan, các bạn đan vào chân này. Các bạn tạo một hạt gạo ngay vị trí này nhé. Và sau đó các bạn, sau khi tạo mũi hạt gạo, các bạn đang 3, 6, 9, 10, 11 mũi lên. Sau đó các bạn tạo một mũi hạt gạo tại vị trí này. Một mũi hạt gạo, 11 mũi lên. Sau đó các bạn tạo một mũi hạt gạo đây nhé. Tiếp theo các bạn đang tăng ráp luân bình thường. Đây là vị trí mũi hạt gạo, cách một mũi. Bây giờ các bạn tạo một mũi hạt gạo tại vị trí này nhé. Sau đó các bạn cách 3, 6, 9, 10, 11. Các bạn tạo tiếp một mũi hạt gạo ngay vị trí này. Ở lần tăng thứ 10, các bạn đang phần khuy. Tiếp theo các bạn đang mũi lên. Các bạn đang mũi lên hết đến ngay vị trí làm dấu, còn một mũi thì các bạn tăng ráp lon và đang mũi xuống nhé.
Còn một mũi các bạn đang mũi xuống và các bạn tăng gấp lần. Nghe phần vị trí tay áo. Các bạn sẽ đan 15 mũi lên. Đây, tại vị trí này các bạn đan 15 mũi lên nhé. Tức là cách cái mũi hạt gạo này nè. Đây là mũi hạt gạo nè, các bạn đan mũi kế bên. Và đây là mũi hạt gạo, các bạn đan mũi kế bên. Đây chính là 15 mũi các bạn đan mũi lên. Còn lại những mũi này các bạn đan xuống và tăng lắp lông bình thường. Rồi phần tay và phần thân trước bên này các bạn đang giống nhé. Lần tăng thứ 11, các bạn tiến hành tạo khuy thêm. Phần khuy áo các bạn trong quá trình đan các bạn nhớ tạo nhé. Rồi các bạn gạt sợi lên trên. Rồi mình nhập hai mũi thành một. Rồi các bạn tạo xong khuy nút thứ hai. Rồi các bạn đang mũi lên. Rồi đang tới vị trí mũi hạt gạo của lần tăng trước nè, đây là mũi hạt gạo nè, các bạn cách một mũi. Rồi bây giờ các bạn đang mũi hạt gạo ngay tại vị trí này. Các bạn tiếp tục đan mũi lên. Các bạn tạo một mũi hạt gạo nè. Đây là mũi hạt gạo của lần tạo trước. Các bạn đang cách một mũi. Rồi, đến mũi kế tiếp các bạn tạo mũi hạt gạo này. Rồi đến phần tay áo. Các bạn cũng tạo mũi hạt gạo. Các bạn sẽ tạo hai mũi nha. Hai mũi. Và cũng cách mũi hạt gạo của lần tạo trước là một mũi, chúng ta sẽ tạo ngay đây. Các bạn tạo một mũi hạt gạo ở đây, sau đó các bạn đan 15 mũi lên. Sau đó các bạn tạo thêm một mũi hạt gạo ở đây nữa là chúng ta đã tăng được hết một nửa của hình thoi rồi nha các bạn.